Các bài đọc của Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B. Bài đọc 1. Trích sách Sáng Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: Đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi, nước lụt không còn tiêu diệt mọi người nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán, đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi. Và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi, ta sẽ đặt trên trời một cái mống và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật. Và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 24. Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa, tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra, Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn, lúc ông Noe đóng tàu. Nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em,
cũng giống như thế, thể thức ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. 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 Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia. 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 Phúc âm Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.